Rồi nút đèn, bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Nút hẹn giờ, các bạn bấm đầu tiên máy phun đúng 1 tiếng đồng hồ đã ngắt. Bấm một cái nữa phun 3 tiếng đồng hồ ngắt. Bấm một cái nữa phun 6 tiếng đồng hồ ngắt. Bấm một cái nữa on là chừng phun chừng nào cạn nước ngắt chứ không. Đó các bạn, hẹn 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng ngắt hết. Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của Cá Cảnh Shop nha các bạn. Hôm nay mình test một cái máy xông tinh dầu tulip lưới cho khách. Rồi, khi mà xài thì chúng ta sẽ ghim điện vào. Phía bên dưới sẽ có cái đây. Cái máy này phía sau lưng này nó sẽ có cái chỗ ghim điện nha các bạn. Đó. Rồi. Thì hôm nay mình sẽ test cái chế độ hết nước tự ngắt trước. Nếu mà hết nước thì các bạn có thể sử dụng đèn nút like nè. Đó, các bạn có thể sử dụng đèn, nhưng mà các bạn bấm hẹn giờ thì máy nó sẽ tự tắt đó. Rồi, khi mà chúng ta xài thì chúng ta sẽ chế nước trực tiếp vào bên trong máy này. Các bạn đổ khoảng 2/3 nước đổ lại. Trung bình 100ml nước thì các bạn nhỏ từ 5 đến 10 giọt tinh dầu. Chế nước trước tinh dầu sau. Các bạn đừng có chế tinh dầu trước nhé. Đó, cái này mình test máy cho mình chế đích thôi. Nếu mà lượng nước thì trung bình 100ml thì các bạn nhỏ 5 đến 10 giọt tinh dầu. Rồi, chế nước lạnh, nước sạch, đừng chế nước nóng. Rồi các bạn đậy nắp lại, nắp này các bạn muốn xay đâu xay chứ các bạn không cần phải dặn là gì nha. Rồi, nút đèn bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Nút hẹn giờ, các bạn bấm đầu tiên máy phun đúng 1 tiếng đồng hồ đã ngắt. Bấm một cái nữa phun 3 tiếng đồng hồ ngắt. Bấm một cái nữa phun 6 tiếng đồng hồ ngắt. Bấm một cái nữa on là chừng phun chừng nào cạn nước ngắt chứ không. Đó các bạn, hẹn 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng ngắt hết. Đó, máy phun khá là khỏe nha. Rồi, cái nút đèn hồi nãy mình bấm đầu tiên đèn tự đổi màu. Các bạn muốn thích màu gì các bạn cứ bấm hoài tới nút đèn. Đó. Bạn muốn thích để màu nào thì các bạn bấm hoài tới nha. Đó, để các bạn chọn một màu. Đó, bấm nào hết màu thôi. Bấm đầu tiên thì máy đèn sẽ tự đổi màu. Rồi, nút on, bấm cái nữa tắt máy. Bấm đầu tiên là 1 tiếng nè, 3 tiếng nè, 6 tiếng nè. Đèn bấm đầu tiên đèn tự đổi màu. Đó là cách sử dụng hai cái nút nhưng mà. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng remote nữa. Máy khá là đẹp nha. Phun cũng khá là khỏe luôn rồi. Rồi, khi mà sử dụng remote thì các bạn sẽ rút cái nắp chặn pin ra. Đó. Rồi remote sẽ có 6 nút. On off là tắt mở máy. On là mở máy. Khi mở máy các bạn thấy đèn sáng ngay 1 giờ. Rồi nút đèn là nút like, bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Mình thích màu gì bấm hoài tới nút like trên đây. Còn hẹn giờ, nút thêm là hẹn giờ nè. Đó các bạn thấy không, 1, 3, 6 on. Bitmon là phun lớn nhỏ, kêu 2 tiếng bit thì phun mạnh hơn tí. Rồi continue là phun liên tục. Enter là phun ngắt quãng. Continue là phun liên tục, nhưng mà thường thường thì để chế độ phun liên tục thôi. Khi mà các bạn ngưng sử dụng khoảng 5 đến 10 ngày thì các bạn dùng khăn giấy các bạn lau khô là được. Đó là cách bảo quản máy. Máy phun quá khỏe luôn.